Motorcycle TV xin chào các bạn. Video clip ngày hôm nay hiện tại đây là đang có hai chiếc xe gắn nồi. Bên kia Phương còn một chiếc nữa. Bữa nay là ngày Chủ nhật ha, mình có qua bên Phương. Thì hôm qua là có ghé qua bên Phương là có gặp một chiếc xe này. Là không phải chiếc xe này nha, một chiếc giống vậy. Mà nó là bản 125 E-Plate 125 đời 2011. Thì mình mới phát hiện ra một cái điều rất là thú vị trong cái bộ nồi. Thôi chuyện mà mình nói cái này thì mất công, người ta nói mình dìm đồ này nọ lắm, phiền lắm. Nhưng mà bản thân thì mình biết cái đó nó chạy không ngon. Thì không ngon thì đó là cái cơ hội để giúp cho mình có thể phát triển được cái công việc của mình ha. Mình có thể kiếm thêm thu nhập được thì mình làm thôi. Ở đây, xe này rõi đi em anh coi. Xe này là 2020 à? Chết cha, xe này 2020 chứ không phải 2021. Thử coi có không? 2021 hay 20? 20 đúng không? 20 cái này. 20 à đúng không? 20. Xe này là năm 2020 150, nhưng mà mình cũng có chiếc xe này. Thôi giờ sẵn đây mình khui ra thử coi. Mình khui ra thử coi là cái bộ nồi này, lần trước cái xe của mình không có để ý. Cái xe của mình không có để ý là cái bộ nồi nó là của FCC hay là của SND. Thì giờ mình sẽ cho bắt các bạn coi cái hình ảnh của cái xe ngày hôm qua ha. E-Plate bản 150 này là 125. Mình có quay tư liệu lại. Thì giờ mình sẽ cho các bạn coi xe đó. Thì trong quá trình các bạn coi, mình sẽ mở bộ nồi này ra coi thử coi là nó có xài chung cái bộ nồi đó không ha. Và lý do tại sao mình làm video clip này ngày hôm nay thì mình sẽ quay hết cho các bạn coi luôn. Đây là bộ nồi của chiếc xe E-Plate 150 đời 2021 ha. Thì nó có những cái khác biệt nè. Thứ nhất nè, trong cái cụm bu ly này là post nằm ngoài, là một. Thứ hai là cả cụm bu ly và cụm bố sau này bây giờ nó không còn của FCC nữa mà là nó là của SND. Các bạn thấy nè, vật liệu đã được cắt giảm xuống ha, cắt giảm xuống khoảng 1/4 cái miếng bố ở đây, là chiều ngang và hai cái đầu này nữa, mất hai đầu. Miếng bố này lại còn lại rất là nhỏ nha, và chất liệu bố thì nó có vẻ là nó cứng hơn cái bố cũ. Bố này nó còn cứng hơn cái bố cũ nữa, bố zin FCC ngày xưa nữa. Bố này cứng lắm, nhìn là thấy bằng mắt là thấy nó cứng ngắc à nè, nó giống như một cái đúng không, chủ xe thấy rõ ràng mà đúng không, nó cứng ngắc à, nó giống như miếng phíp á đúng không. Đây có chủ xe thấy nè, nó cứng như là một cái miếng phíp đá luôn á, bởi vậy nó giật phải rồi, nó đâu có mềm đâu, cứng ngắc luôn. Ba cục à, cái này là xe này chạy nhiêu cây Phương? Ngàn cây. Xe ngàn cây. Ủa, nó cắt giảm vật liệu thấy rõ ràng luôn. Thứ nhất là thương hiệu là không còn là FCC ngày xưa nữa mà là SND. SND làm ha, cái chuông này cũng là SND luôn nha, chứ không còn FCC nữa. Nó để cái thương hiệu nè. Xe 2021. Xe tháng 11 năm 2021. A-Lắc 150. 125 à? Bản này. Nhưng mà 125 nó vậy là 150 nó cũng y vậy à. Ừ, nó một bản mà. Cái này chắc cũng phải bốn mấy, 50 triệu á, bốn mấy đúng không, 125 cũng phải bốn mấy, mua mới mà đúng không, 40 năm đúng không. Là làm giấy chưa, chưa giấy hay giấy rồi, chưa giấy đúng không, xong là phải bốn ba. Cái này vẫn là FCC nè, cái đế này vẫn là FCC, đế này là giống như đế Vario 150 có cái Ford FCC, mà đằng sau là không có phải FCC nữa mà nó là SND. Tại vì bạn này đang thay nồi, bữa nay phát hiện cái này cho nên chia sẻ với mấy anh em luôn, mấy anh em để mấy anh em biết ha. Xe 2021 là nó khác biệt rồi đó. Khác nhất là chỗ này với cái chuông. Rồi đó, thì sau khi anh em coi cái bộ nồi của chiếc xe A-Plate 125 đời 2021. Hồi nãy mình quay tư liệu lại là của ngày hôm qua thứ bảy, hôm nay là ngày Chủ nhật ha. Thì giờ hy vọng là cái bộ nồi này vẫn là bộ nồi của FCC chứ không phải là SND. Tại vì cái xe khi chạy á, là cái bạn chủ xe nó chạy rất là tệ. Ra chạy là xe nó mới có 1000 cây là nó đã giật rồi các bạn. Tại vì mình nhìn cái chất liệu bố á, là nó rất là cứng. Và ngoài ra thì cái về cái bề mặt tiếp xúc bố là nó gần như là bị cắt giảm tới 50%. Lý do làm sao thì chắc là mình sẽ có một cái video clip. Mình phân tích các đời E-Plate từ năm 2006 cho tới năm 2022 nó có những thay đổi gì, và tại sao lại cái xe càng về sau này thì cái xe nó chạy không có đã như cái xe đời đầu. Rồi mình sẽ làm một cái video clip các đời E-Plate cho các bạn coi ha. Giờ em Mạnh nó đang tháo cái lốc nồi ra, xe này là chuẩn bị thay nồi thì lát cũng phải kiểm tra lọc gió được luôn ha. Xe này đi nhiều cho Mạnh, em có remote đây không? Có remote ở trên đây có ha.
xe này đi nhiêu cây à? Nó không ngon thì giờ mình sẽ làm cho nó ngon thôi, chứ ý kiến cái còi vậy đâu. Ủa 13.510. Xe này là chạy được 13.000 cây ha. Giờ mình sẽ tháo nó ra. Bên này cũng có chiếc Vario nè, Nghĩa đang chuẩn bị thay nồi nè. Bên kia còn một chiếc nữa. Mấy bữa nay cái bộ nồi này của mình anh em cắt gần Tết rồi, anh em đón nhận nhiều. Thành ra là cái số lượng làm ra không có đủ mà bán, không đủ gửi cho mấy anh em đại lý luôn. Cái này là gì? FCC S&D. Không có chữ FCC ở ngoài, không có đóng FCC ở ngoài, nó có thể là S&D. Bắn luôn đi à. Vậy là có thể là S&D luôn rồi. Nồi zin chưa bung luôn á, lần đầu tiên bung á. Cái này là của, sao nó không có chữ FCC như nồi cũ. Rồi lấy bu ly, lấy nồi trước ra đi em. Cái này chắc là anh nghĩ chắc không có chữ FCC. Ngày hôm qua cái này vẫn là FCC nè, ngày hôm qua vẫn là FCC. À FCC, cái này vẫn là FCC. À, dây hay mà. Đây cầm nồi trước ạ. À cái này vẫn là FCC, cái này bố vẫn là bố FCC chứ không phải là bố S&D như cái đời kia. Em mở cái đĩa cho em đây cho. Rồi bi nồi nè, bi nồi còn đẹp ha. À, bi nồi còn tốt. Bi nồi còn tốt luôn á. Bi nồi còn đẹp. Đế này cũng đẹp luôn. Thì có điều là hãng người ta sản xuất thì kỹ sư người ta tính tới an toàn cũng như là độ bền của xe, cho nên cái xe họ chỉ cho xài khoảng 80-90% công suất thôi. À, không có cho xài hết, cho nên ở đây giờ nó có cái gờ này, rời tay nó có cái gờ này. Dây cura nó lên tới cái đường chạy rồi thôi, nó không có lên tới đỉnh này ha. Thì làm cái điều đó tốt mà làm cho nó bền xe thôi. Thì giờ các bạn muốn mạnh thì muốn hết full 100 công suất thì giờ làm full 100 thôi. Rồi, cụm bố xe này là cái gì? Xe này có bùa không? Không bùa đâu. Không bùa đâu. Xe này zin. Cái này em mở cái phe này liền giùm anh coi. Trong này nó là của S&D hay của FCC? Mở phe liền. Rồi. Mình đã có video clip hướng dẫn ráp mấy cái nồi này, mình để đường link đây nè. Các bạn nào chưa biết á, thì các bạn có thể coi cái đường link đó để biết cái cách ráp nồi đúng nha các bạn. Thì trong cái video clip đó là mình hướng dẫn cách vệ sinh mấy cái bố nồi. Nào anh coi coi nó là cái gì. Ây cha cha, một bước chuyển mình thật là quan trọng nhỉ. Không có ghi cái gì luôn, mở coi mặt dưới coi. Kỳ vậy ta, thường thường nó sẽ ghi là của hãng chứ. Cái kia nó ghi là S&D á. Đâu em mở coi mặt dưới có không. Không có gì luôn. Không có gì hết luôn. Không có gì hết ha. Vẫn là cục bố bề mặt full ha. Hồi nãy các bạn thấy là cục bố kia nó khác rõ ràng nha các bạn. Cục bố kia nó khác. Rồi ok. Rồi giờ sẽ tiến hành vệ sinh cái này và ráp. Thì cái video clip nãy mình cho các bạn coi á, là cái hướng dẫn bảo dưỡng bộ nồi zin. Một lát nữa khi quá trình ráp thì mình sẽ cho các bạn coi cái video clip mà ráp bộ nồi của mình luôn, để các bạn biết cách lắp đặt. Thì cái xe này giờ đồng thời là cũng sẽ kiểm tra lọc gió luôn đi em. Kiểm tra lọc gió luôn cho các bạn này đi. Bên kia Nghĩa sao rồi? Bộ nồi của nồi này, Vario. Nè, Vario nè, đây nó đóng FCC nè, thấy không? Cái bu ly bên kia có FCC không? Nè. Cái chuông nè, FCC nè. Em nảy ba cái phe này giùm anh. Hả? À, này Vario zin nè. Vario nè, FCC nè, thấy rõ nè, ở đây cũng FCC luôn nè. Cái kia trong cái bu ly có không? Không, bật tiếng hát. Đâu? thầy ba tháo bộ nồi bên kia chưa? FCC đúng không? FCC này có. Ok, rồi. Này Vario. Nảy ba cái phe ra chưa? Rồi đi rửa, đi vệ sinh nó hết đi rồi, hãy ráp lại. Cái này nãy em mở cũng là zin luôn đúng không? Zin toàn bộ đúng không?
mấy nồi này nồi di đâu mà không chưa có nồi nào bùa, kiểm tra hết luôn. Có gạo không? Gạo. Rồi bỏ đây coi. À. Rồi. Con này nghĩ em ra có gạo không nghĩa? Thử chưa? Quay bánh ơi, chỉnh này quay bánh ơi. Rồi bỏ vô coi. Bỏ vô quay bánh. Đó. Đó, em phải chỉnh vậy chứ. Nè 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 nè. Thấy chưa? Rồi bỏ ra, đúng rồi. Thấy không? Khác biệt hoàn toàn mà. Rồi. Rồi, mở cái bố ra coi coi có chữ FCC không giúp ta. Đập xuống đất luôn. Đập xuống đất nó bung vàng. Rồi, ra đó. Rồi lấy ba lò xo ra. Đó, lò xo mỗi đời nó mỗi khác thấy không? Có thằng màu vàng, có thằng màu hồng, có thằng màu đen. Lò xo ba càng nó khác nhau hết luôn á. Rồi, coi cục bố rồi, rút cục bố ra cho anh cục ra. Đó, mấy cái bộ này nè nó chưa có xét cái chân bố mà nó vẫn rung vẫn giật à. Nè cái này nó không có logo thì đúng rồi đó, cái kia nó ghi SND. Cái đó đúng rồi đó, cái đó đúng gì nó, cục bố đúng gì nó, nhưng mà tại cái chuông nó không có FCC thôi. Đúng không? Chuông có không? Đâu, chuông đâu, ghi FCC đâu. Không, cái chuông á, cái chuông này nè. À, cái chuông không có. Cái chuông này không có đúng không? Cái chuông kia nó có ghi FCC rõ ràng. Rồi. Bên này còn bộ nó đi qua đây. Xe này sao thầy ba? Cho anh mượn. Cái này là Vario ha, Vario 150 ha. Cái diễm dở rau hả? Rồi rồi. Cái chuông này. Chuông này không có. Cái bố này gì đâu vậy? Cho anh mượn cụm bố ơi. Cụm bố. À, bu ly dẫn FCC ngày hôm qua là SND đúng không? À, cái bộ nồi này có mở rồi. Cái bộ này nồi này có làm rồi. Ừ, có mở rồi. Xe này chạy nhiêu ngàn cây rồi, mở mở chìa khóa lên được. Bộ nồi này có làm rồi. Có làm hết trơn rồi. Nồi này làm rồi, có thể là xe này thay chuông thay bố rồi. Nhiêu? Đó mà đó, đúng rồi. Xe nữa. Xe nữa. 28.000, xe này có làm nồi rồi. Có làm rồi. Đây là cái quan bên trong cái chỗ làm việc của Phương ha. Mấy ngày nay gần Tết rồi. Ngước mặt lên coi coi. Chào anh. Nó dựng ngay tới đây luôn. Dựng ngay tới đây. Nó vô tới đây. Quá trời. Đâu? Đẹp vậy? Màu đen đẹp ha. Rồi quay bánh xe coi. Rồi ra chạy thử đi. Đó, đằng trước có nghe. Trong góc này luôn nè. Lẩm trọng để bảo hành thôi. Phiếu bảo hành đâu? Phiếu bảo hành để trong cái bill á. Rồi ok, giao phiếu bảo hành cho anh ta nghe. Rồi dở vô luôn hả? Không, thổi bụi cái rồi mới. Con ốc tu làm sao? Ốc tu hai ốc mới luôn. Hai ốc mới luôn. Rồi một chiếc gắn nồi ra lò. Đi đi thầy ba. Đi thử xe. À, em ru. Rồi vô đây. Dây cu ro nè, lọc gió nè. Cái này là cái gì? Bên kia. Vòng bi này là cái gì? Phốt bu ly hả? Phốt bu ly. À, của xe này hả? Rồi dây cu ro, rồi lọc gió. Của xe em hay sao á? Bi xe em à. Rồi bên này sao? Quá xong chưa? Hả? Không cần đâu. Em đóng đi, quay cái đồ quỷ đó ráp mà có gì đâu quay. Có lý hướng dẫn ráp thì A tới Z rồi, thì A tới A rồi. Rồi, anh em nào chưa coi cái clip ráp bộ nồi này thì có thể nhấn vô đây. Cái đường link để coi cái clip đó. Đây, một bộ bao gồm lò xo. Bố. Cái này là cụm đế nhôm trước. Tại vì mấy lần vận chuyển á, bị mấy đơn vị vận chuyển quăng mớp hết, cho nên lần này bọc về cho nó kỹ.
với lại một phần là sau này thì cái này nó sẽ có cái mút riêng, có cái hộp riêng nữa. Sau này anh em mua cái này riêng á thì mình sẽ có một cái hộp đóng riêng, có mút, có hộp, rất là đẹp. Rồi cái bộ nồi này cũng vậy luôn, sau này mình đặt cái hộp này luôn là có khuôn mút bỏ vô luôn là chống sốc luôn, anh em ở xa là yên tâm vấn đề đó ha. Đây có cái một cái phiếu bảo hành. Thì nếu mà ráp tại những cái chỗ cho mình ủy quyền á, những đại lý cho mình ủy quyền á, thì cái này là có giá trị 1 năm. Còn nếu như anh em mua về tự lắp thì cái phiếu này mình sẽ ghi sẵn và nó có thời hạn bảo hành là 6 tháng nha các bạn. Tự lắp theo hướng dẫn. Đây, tờ giấy hướng dẫn lắp ráp. Hướng dẫn lắp ráp đây. Số hotline nếu anh em cần gì thì anh em liên quan kỹ thuật anh em có thể gọi vô đó để tư vấn. Ở đây có đường link của Facebook, fanpage ha, của YouTube, của Shopee luôn. Mình có kênh Shopee. Đó, mình đang để cái đường link Shopee ở trên màn hình nè. Các bạn nào cần thì có thể liên lạc tới cái Shopee đó để mua hàng cũng được. Đó, đường link YouTube. Rồi các bước lắp ráp đầy đủ trong này. Bước 1 nè, Shopee như thế nào nè. Bước 2 nè, canh TDC nè. Bước 3 nè, canh TDC có mặt cánh quạt nè. Bước 4 nè là lắp cái cụm nồi sau. Thì như những cái nồi này á, khi mà ráp á, thường thường là cái bu ly nồi sau á, cái mặt đạn này chạy thời gian nó sẽ bị gào, bị mòn, hoặc là những cái phốt này nó sẽ hư nè các bạn. Cái phốt nằm ở trong cái này nè, nó sẽ hư thì chúng ta cần thay phốt mới nè, thấy không? Như cái này phốt hư nè, thay nè. Đó, rồi mặt đạn bu ly. Mặt đạn bu ly là cái này. Mặt đạn bu ly là mấy cái này nè. Ủa, cái mặt đạn cũ này đâu mạnh để đâu mạnh? Mọi nó đi ra ca rồi mình luôn. Rồi, cái này là vòng bi đũa nè. Rồi cái này là vòng bi tròn nè. Đó là hai cái mã mặt đạn nè, bạn nào không biết thì có thể lưu hai mã này để mua cho đúng nè. Cái vòng bi tròn mặt đạn là 6902. Rồi cái vòng bi đũa nó là số đây 20 29 18. Đó ha. Đó là vòng bi đũa, thì cái này là mình không có, phải mua hãng. Phốt bu ly cũng vậy luôn. Yagura cũng vậy luôn. Thì thường thường ở đây khi mà mình xài nồi này, mình khuyến nghị anh em là nên xài cái Yagura là Yagura một mặt. Tại vì cái dây hai mặt này nó rất là ồn các bạn, nó rất là ồn, với lại cái dây này nó mềm hơn. Cho nên xe này thay dây rồi nha. Xe này dây này là không đúng dây zin nha em. Nè, dây bậy nè. Dây này không đúng nè, không? Dây này nói người ta biết nha, chứ để mình trả đồ cũ nhiều khi người ta nói đồ của ta đồ zin á, hiểu không? Nó xe này anh thay dây rồi. Dây của xe này đâu? Dây này. Kìa, dây mặt kìa. Ý không lấy anh kìa. Rồi bịch đó là mặt đạn bu ly à, lượm cái bịch đó lượm nóng đồ đó cho anh luôn, lượm luôn. Nè, cái này dây zin nè, của mấy AB Vario này, dây hai mặt nè, thấy không? Dây zin nè. Là bu ly nè. Cái này là mặt đạn bu ly luôn phải không? Là hai bộ, hai xe này đều thay. Đó, vòng bi, phốt nữa. Cái bịch này là bịch phốt phải không? Bịch này phốt à. Cái này mặt đạn à. Phốt này có bịch luôn à. Phốt à. Đưa phốt à. Phốt đó đúng không? Vòng bi luôn à. Phốt ở đâu? Cái mã phốt đâu? Cho anh mượn cái mã phốt à. Có nào còn mã phốt không? Em ở phốt. Rồi lụm cái bịch vô đây cho. Nè, cái này là mã lọc gió. Mã lọc gió à. Của Tùng mã lọc gió nè. Đưa cho anh em coi cái mã luôn, anh em có thể ở nhà tự ráp thì ra hãng mua mấy cái đồ cũng được. Mấy nè, đóng phốt này, mấy đứa em nó xé nè. Đây, cái mã phốt. Ê, dịnh giùm anh tay coi. Ghép mạnh ơi, đứa nào ghép mạnh coi. Nè, ghép. Cái này. Này là hai mã đang dính giùm này nè. Cái mã của cái phốt nè, thấy không? Rồi, 34, 41, 14 gì đó. Con này là phốt gì? Phốt tròn đúng không? Đó, cái này là phốt tròn, hồi đó một cặp, cái này nó bán một cặp là vậy nè. Đó, cái này là vậy luôn, hai chiếc đây. Đó. Rồi ha, cho anh em coi mấy cái mã đó. Rút cái bịch ra kìa, rút cái bịch dây của đo ra kìa. Rồi, ngoài ra thì hôm bữa mình cũng có gắn cho anh kỹ sư hẻm một bộ nồi để anh review nằm đường link này. Các bạn nào chưa coi thì các bạn có thể bấm vô. Thì mình gắn anh hẻm là một trong những vận động viên stunter là chơi bộ môn bốc đầu với biểu diễn wheelie đồ này nọ đó của xe gắn máy. Thì mình có gắn cho anh một bộ rồi. Hy vọng là anh sẽ trải nghiệm tốt và sẽ có review. Okay. Dây mới này em rù ha. Rồi ốp lọc gió luôn cho nó chạy đi ha, gom mỏ mò gắn hai con chạy đi, chạy xong rồi em vệ sinh dây, em chạy một vòng đi, em về vệ sinh cái dây này mới không đâu giờ đâu, gắn lọc gió đi, chạy một vòng về vệ sinh lại. Dịnh cái bánh xe lại mạnh, dịnh bánh xe lại, cho đứng cái nồi, đứng lên quay cho đẹp rồi đó. Ok rồi, buông rồi, ốp vô đi gắn lọc gió luôn nha.
nhiều khi mình không thích ô nhiễm môi trường nhưng mà phải chịu ha. Hãng người ta bán bịch, cái nào cũng xé bịch chán quá à. Chán ha, ngồi tay luôn á. Ô nhiễm môi trường nhưng mà giờ phải chịu thôi, chứ với lại hàng hóa họ muốn bảo quản thì họ phải làm vậy chứ đâu có cách khác đâu. Không lẽ giờ gói lọc gió gói lá chuối à? Hay nghĩa nghĩa kiến nghị Honda gói phụ tùng bằng lá chuối đồ ha, giấy đồ, làm bao bì giấy cho dễ phân hủy, với là bọc ni lông gì phê quá nè. Đụng cái gì cũng bọc ni lông, rồi mình phải gói hàng cũng phải dùng bọc ni lông, nó chán. Bởi vì mình mới thích hộp giấy là vậy đó, mình chọn đồ của mình xài hộp giấy á, mình hạn chế cái nào bọc ni lông càng nhiều càng tốt, hạn chế nó bớt được chừng nào hay chừng đó. Mấy cái hộp anh đặt là giấy hết luôn á, hộp mới cũng là giấy hết, anh đặt bao bì giấy mà anh không có chơi bọc. Tại mình nghĩ chuyện sau này không, mấy đứa nít nè tội nghiệp nó, nghĩ nó sống trong đống rác luôn, chết luôn. Không được nha mấy, đi cơm đi anh ơi. Khỏi đi, xong hết ba vụ này mới ăn cơm, cơm nước gì? Đúng rồi. Không, ăn gà nướng anh chịu không? Không, dạ, mua đi này cái hỏi đi đúng rồi. Không? Mua là ta mua chứ đừng có hỏi. Mua là mua liền, hỏi làm gì? Không, dây này em ơi, dây hai mặt nhiều không? Dạ. Phải không? Chứ dây hai mặt vô nó xào thấy không? Rồi em gắn hai con em chạy luôn đi rồi xong về bàn giao luôn là xong luôn á. Rồi. À, sẵn video clip này mình trả lời một số câu hỏi của một số anh em luôn. Thì về cái vấn đề bộ nồi của mình á, cái lò xo này nè là nó là phải là đồ mới ha. Cái bộ bi nồi này là phải là mới hoàn toàn, đó là lò xo bi nồi là mới. Cái cặp đế nhôm này là mới 100%, sau đó mình CNC lại. Thì đây là cặp đế nhôm mình làm cho chiếc SH. Bản sau thì nó sẽ có cải tiến một chút trên cái đế nhôm này, còn bản này là bản cũ thôi. Thì riêng SH nha, SH nó sẽ có cải tiến. Còn phần mà cái đế nhôm mà đổ khuôn nhựa đúc khuôn á, thì đúc khuôn thủy lực á, thì cái đế nhôm đó sang năm 2022 thì mình mới cho ra mắt trên thị trường. Còn hiện tại giờ là tất cả sản phẩm của mình đều là của FCC gia công lại nha các bạn. Còn cái phần mà đế nhôm, cho dù là cái bản mà dành cho nồi độ hay là bản dành cho bố nồi diêm đều là CNC từ cái phôi FCC ra. Còn sang năm thì mới là cái khuôn của mình nó mới được. Tại vì cái quá trình mà làm khuôn á, nó mất rất là nhiều thời gian, phải sản xuất mẫu rồi phải gia công thử, rồi phải thử nghiệm trên xe. Thì hiện tại giờ mình đã sản xuất xong rồi, mình đang cho chạy thử trên xe với cái chất liệu đúc do mình đúc rồi đó. Thì công nghệ đúc dĩ nhiên là FCC nó là một cái công ty lớn thì nó sẽ đúc chuẩn hơn mình, cho nên là mình cần phải có quá trình đúc thử và chạy thử. Nếu nó đạt thì mình mới tiến hành mình làm trên thị trường được. Còn không đảm bảo an toàn mà mình làm mình bán cho anh em thì lúc đó nó cũng có nhiều vấn đề lắm, mình không có muốn chuyện đó ha. Thành ra là mình đang phải thử nghiệm cái phần đế nhôm đúc trong xe nhà để mà chạy thử trong vòng 6 tháng. Nếu ổn định thì 2022 mình mới cho ra mắt trên thị trường. Rồi. Còn về cái cụm bố á, để nói rõ luôn, tại có một số anh em thắc mắc, cho nên là mình nói rõ trong cái clip này luôn. Cụm bố chuông này là mình khi mình bán á là nó chưa có được xài nha, có nghĩa là nó mới chưa được xài. Nhưng cái chuông này nè là cái phần chuông zin được mình mua cái chuông zin á, chuông tháo xe zin về. Là chuông cũ nha, chuông cũ mà mình lựa chuông đẹp, cái độ dày nó phải đảm bảo đủ cái thông số của mình. Sau đó mình mới xi màu đen và mình bắn laser lên đây. Và sau đó mình mới xử lý cái bề mặt chuông nè các bạn. Mình xử lý bề mặt chuông đó, rõ ràng là như vậy. Nhưng mà chuông này là chuông cũ nha các bạn, chứ không phải là chuông mới 100%. Cái cục bố này cũng là cục bố cũ luôn, cục bố phôi bố cũ luôn. Tại vì các bạn phải biết á, cái quá trình mà làm một cái khuôn đó, nó rất là mất tiền. Tiền làm khuôn không là nó gần 100 triệu đồng, rồi chưa kể là cái phần xử lý nữa. Thành đứa ra là cái phần mà đế nhôm này nè là mình không có đổ, mà mình mua cái chuông cũ. Thì khi cái chuông cũ mình sẽ lựa những mình mua cái đế nhôm cũ này nè, là mình sẽ lựa cái lỗ này nó không bị khuyết là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó không bị gãy, bị nứt, bị bể, nó phải còn nguyên. Và lúc đó các bạn mình đem về thì mình sẽ bắn cát lại và mình sẽ làm xử lý mặt bố, mình dán keo xong xuôi mình xử lý. Thì cái bố mà mình chụp mẫu nó màu đen á là do mình muốn nó đẹp, mình xịt sơn thôi, mình xịt sơn lên cho nó trùng màu, nó đẹp, mình chụp hình thôi. Còn trên thực tế nếu mà các bạn xịt sơn đây xong vận chuyển rồi này nọ về nó chày, nó xấu quắc à, cho nên là mình để cái phần nhôm zin. Và ngoài ra thì dĩ nhiên các bạn nhìn vô đây nè, nó sẽ có những cái dấu, những cái dấu thì do là cũ nó có máng lò xo các bạn, thì nó phải có dấu nha. Chứ cái này không phải là mới 100%, thành ra các bạn hỏi mình rồi cái cục này sao không mới, thì mình xin trả lời luôn là nó là cái cũ. Thì chỉ cần là cái mặt bố này nó đảm bảo đủ độ dày và nó mới, chưa sử dụng nữa các bạn nhìn nè, mới ha. Cái cục bố này thì mình đem về mình xử lý, mình bắn cát xong mình làm lại thì nó cũng như mới rồi các bạn. Rồi mình có để cái logo mình trong này luôn nha, để tránh trường hợp là cái cục bố phải của mình. Đó, nói rõ với các bạn ở trong video clip này luôn để anh em khỏi thắc mắc.
thì trung bình là một tháng là Phương gắn khoảng tầm độ gần 100 bộ. Một mình Phương gắn khoảng 100 bộ vô xe, nhiều lắm á, số lượng nhiều. Rồi mày đi. Đâu có, nói đang nói chuyện bình luận chứ anh không nói em mà. Rồi, để ra thứ xe. Chủ yếu là video ngày hôm nay là muốn kiểm tra coi cái nồi của chiếc xe này nó có xài cái bộ bố giống như xe 2021 hay không hay thôi. Vậy thì chốt lại là chỉ có cái đời Everest 2021 thì bắt đầu mới chuyển qua cái bố đó thôi. Chứ 2020 vẫn còn cái bản bố cũ á. Thì cũ xe mình cũng giống xe này, mạnh dữ rồi. Em chạy thử rồi em phải vệ sinh lại nữa chứ hả? Mới giao mà đúng không? Mới giao mà. Ba cái xe mạnh không? Rồi thôi. Mạnh quá. Rồi. Mạnh không? Đề ba xe mạnh không? Rồi, vô. Xong chưa? Bên này nghĩa xong chưa nghĩa? Ê, em nhớ giao cái tờ giấy hướng dẫn lắp đặt á, bấm vô bill với cái thẻ bảo hành luôn. Tại vì biết sao mà sau này nhiều khi họ ở xa, hiểu không? Như hai cái xe này là ở xa nè, hai xe này ở tỉnh nè, họ không lên đây vệ sinh nữa, em hiểu không? Thì họ biết cái tờ giấy đó họ đưa cho thợ đấy làm đưa cho đúng, mở ra vệ sinh làm cho đúng. Dĩ nhiên là nào theo đúng bảo hành thì quay trở lại mình kiểm tra bảo dưỡng á, thì mình mới đảm bảo đủ cái chuyện chế độ. Còn họ là vệ sinh máy mình vẫn bảo hành, hiểu không? Nhưng mà bảo hành thời gian nó rút ngắn lại, nhưng mà đưa cho ta hướng dẫn để ta làm đúng. Rồi, thì sau khi ráp xong chạy thử thì sẽ về tiến hành vệ sinh lại một lần nữa để kiểm tra coi mặt bố coi nó có đều chưa, nó ăn đều chưa, và cái phần dây cura đó nó êm hay không, nó có tiếng động lạ gì không, thì vệ sinh dây cura là kết thúc. Thì video chủ yếu ngày hôm nay là mình muốn chia sẻ cái đoạn dữ liệu mà mình đã mở chiếc Everest 150 đời 2021 cho anh em coi là cái việc cắt giảm nguyên vật liệu ở trên cái xe đó nó như thế nào. Và cũng trên cái xe đó thì mình không hiểu là tại sao Honda lại đổi đối tác sản xuất là từ FCC qua S&D trong cái cụm bố với lại chuông với buli sau. Mình thấy là cái điều sử dụng cái cụm bố đó nó sẽ không có ngon bằng FCC cũ thôi. Mình thấy nó hơi lạ lạ thôi. Thì không sao, thì có thể là họ có lý do cải tiến của họ. Còn riêng mình thấy cái đó là cái sự thay đổi thì mình làm video clip review trải nghiệm để mà cho mọi người xem cùng biết thôi. Chứ để mất công 21 tháo cái nồi của xe 2021 ra, thấy cái cụm đó của S&D nói đồ lô thì cũng kỳ cho anh em ha. Thì nó vẫn là đồ zin nha các bạn. S&D nó vẫn là đồ zin của Honda đó. Xe zin 1000 km mở ra là nó là của S&D, là cái bu ly nè, cái chuông nè, cái cụm bố sau là của S&D. Còn xe 2020 trở về trước nó là cái đồ của FCC nha. Rồi, video clip này mình sẽ dừng lại tại đây. Nếu các bạn cảm thấy hay, các bạn nhớ like và subscribe kênh. Và đừng quên ủng hộ kênh bằng việc xem quảng cáo. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo. Mình có để cái link Facebook lucio.nguyen.31 ở dưới. Anh em nào có ban xe cộ cần thông tin thì có thể nhắn tin cho mình. Khi nào có thời gian rảnh thì mình sẽ trả lời anh em. Xin cảm ơn.